Tiếp nối chương trình thời sự tối nay xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, sáng nay Triều Tiên phóng khoảng 200 đạn pháo ra vùng biển phía tây nước này. Trong bối cảnh Hàn Quốc thông báo đã tiến hành tập trận bắn đạn thật với Mỹ gần biên giới Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung. Động thái của Bình Nhưỡng buộc quân đội Hàn Quốc phải sơ tán dân thường trên hai đảo biên giới phía Tây là Jeonpyeong và Binyong. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết đã phát hiện các loạt đạn pháo từ mũi Giang San và mũi Đeong San đều ở các vùng bờ biển Tây Nam của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng nay giờ địa phương. Theo JCS, không ghi nhận báo cáo về thiệt hại do vụ bắn đạn pháo đối với người dân và quân đội Hàn Quốc. Theo người phát ngôn JCS Lee Sung-jun, Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên dừng ngay lập tức các hành động này với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hàn quốc và mỹ quân đội hàn quốc đang theo dõi giám sát những hành động liên quan và sẽ triển khai biện pháp tương xứng theo giới chức hàn quốc quân đội nước này đang lên kế hoạch triển khai diễn tập bắn đạn thật trên các đảo biên giới tây bắc ở biển hoàng hải trong ngày hôm nay sau hành động bắn đạn pháo của triều tiên các đạn pháo đã rơi vào vùng đệm ở phía bắc của đường giới hạn phía bắc đường danh giới trên biển thực tế giữa hàn quốc và triều tiên hình thành theo Hiệp ước Quân sự Liên Triều ký ngày 19 tháng 9, 2018 nhằm giảm căng thẳng hai miền. Thưa quý vị, giữa lúc bán đảo Triều Tiên đang tăng nhiệt, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi mở rộng sản xuất bệ phóng tên lửa để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Hàn Quốc và Mỹ. Lời kêu gọi của ông Kim được đưa ra sau khi Mỹ cho biết Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo và mệ phóng do Triều Tiên cung cấp để tập kích các mục tiêu ở Ukraine kcna cho biết nhà lãnh đạo kim jong un cùng con gái jue đã tham quan một nhà máy sản xuất bệ phóng vận tải tel dùng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của triều tiên trong chuyến thăm ông kim đã ca ngợi động lực tăng cường sản xuất loại vũ khí này kcna dẫn lời ông kim nói với các công nhân của nhà máy rằng việc tăng cường năng lực sản xuất tel là rất quan trọng trong tình hình nghiêm trọng hiện nay đòi hỏi đất nước phải chuẩn bị vững chắc hơn cho một cuộc đối đầu quân sự với kẻ thù Thông tin của KCNA cho biết ông Kim đã chỉ định kế hoạch trước mắt để sản xuất các loại TEL, kế hoạch sản xuất dài hạn và nhiệm vụ mở rộng năng lực sản xuất nhằm tăng cường khả năng răng đe chiến tranh hạt nhân của đất nước. Họp báo ở Nhà Trắng hôm qua, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby tuyên bố tên lửa do Bình Nhưỡng cung cấp có tầm bắn khoảng 900 km, đã được Nga sử dụng trong hai cuộc tấn công vào Ukraine trong tuần qua. Cả Triều Tiên và Nga đều đang phải chịu một loạt lệnh trừng phạt vì chương trình vũ khí và cuộc chiến ở Ukraine. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thành công vệ tinh trinh sát điều mà Hàn Quốc nhận định là nhờ sự hỗ trợ của Nga để đổi lấy việc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Moscow. Hãng tin Bloomberg cho biết, hải quân và không quân của Trung Quốc đang triển khai hoạt động tuần tra ở Biển Đông. Hoạt động của Bắc Kinh diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận hải quân của Mỹ và Philippines trong khu vực, cho thấy căng thẳng gia tăng trên vùng biển đang tranh chấp này. Quân đội Philippines và Mỹ từ ngày 3 tháng 1 bắt đầu cuộc tập trận hải quân thứ hai ở Biển Đông trong vòng chưa đầy 2 tháng, Philippines triển khai 4 tàu hải quân, một trực thăng đa năng và một trực thăng chống ngầm, trong khi Mỹ điều động một tàu sân bay, một tàu tuần dương, hai tàu khu trục và nhiều máy bay chiến đấu. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết các hoạt động thường lệ từ ngày 3 đến 4 tháng 1 nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và các quyền lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Tuy nhiên, PLA không cho biết các cuộc tuần tra diễn ra ở đâu, hoặc loại máy bay và tàu nào tham gia căng thẳng Trung Quốc Philippines bùng lên những tháng gần đây khi các tàu của hai bên đối đầu ở vùng biển tranh chấp. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tháng trước cảnh báo rằng quan hệ Bắc Kinh-Manila đang đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng trong bối cảnh xung đột ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền đối với gần như toàn bộ. Thưa quý vị, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, tính đến cuối tháng 11 năm ngoái, hơn 1.000 trẻ em ở giải Gaza chịu chấn thương nghiêm trọng là mất chi vì các cuộc tấn công khốc liệt của Israel theo các tổ chức nhân đạo, con số thực tế có thể còn cao hơn. Theo các chuyên gia, trẻ em bị mất chi cần đến hàng chục cuộc phẫu thuật khi chúng đến tuổi trưởng thành vì xương tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, ở Palestine đang thiếu bác sĩ phẫu thuật và thẩm mỹ, và hơn 300 nhân viên y tế đã thiệt mạng kể từ 7 tháng 10 vừa qua, khi cuộc xung đột bắt đầu. Ngoài ra, các điều kiện về nhân đạo y tế thuốc men cũng đang thiếu thốn nghiêm trọng gây khó khăn cho các cuộc phẫu thuật. Bác sĩ Max Gilbert, trưởng khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Bắc Naui cho biết, về mặt chuyên môn, tôi khẳng định để phẫu thuật chúng ta cần rất nhiều thứ từ bác sĩ đến thiết bị và thuốc men, nhất là thuốc kháng sinh và giảm đau và chống nhiễm trùng. Tuy nhiên, đây là vấn đề khó khăn cho các bệnh viện ở Gaza khi mọi thứ đều thiếu. Noor Marouf, một nạn nhân mất chi, nói, chỗ chân bị mất làm cháu rất đau, cháu muốn đến nơi khác để chữa vì cháu sợ ở đây sẽ bị cắt mất chân còn lại. Bà Maria Marouf, dì của cô bé, cho biết, cháu tôi muốn được lắp chân giả để có thể đi lại, mong muốn duy nhất của cháu là có chân, được đi lại và được về nhà với cha mẹ. Thưa quý vị, Haifa là thành phố lớn thứ ba của Israel, điều đặc biệt ở Haifa là nơi này có truyền thống chung sống hòa thuận giữa người Do Thái với người Palestine. Tuy nhiên, chiến sự ở Gaza đã để lại dấu ấn khó chịu, người Israel gốc Ả Rập cho biết họ ngày càng mất lòng tin với người Do Thái. Năm nay, các hoạt động thường niên dịp năm mới được tổ chức để hội tụ các nền văn hóa đã bị hủy vì lo ngại an ninh. Tổ chức từ thiện BX Hagefren tại Haifa, năm nay kỷ niệm 60 năm thành lập. Trong các hoạt động lễ hội chào mừng sự kiện và trong bối cảnh chiến tranh ở Gaza, sự chung sống và gần gũi giữa các cộng đồng mà tổ chức này hỗ trợ đã mang một sắc thái đặc biệt. Bà Hila Goshen, trưởng bộ phận văn hóa của BX Hagefren, chia sẻ. Người Do Thái và người Ả Rập sống ở Israel là sự thật. Tôi nghĩ danh tính của những người sống ở đây đã trở nên phức tạp hơn trong hai tháng qua. Dù bạn là người Do Thái, Ả Rập, Hồi giáo hay người Cơ đốc giáo, tất cả danh tính của chúng ta đã chịu thử thách khắc nghiệt. Tôi nghĩ có rất nhiều câu hỏi nhưng cũng có câu trả lời. Với BS Haygirlfriend, những câu trả lời đó bao gồm việc trò chuyện, trao đổi quan điểm và văn hóa, chẳng hạn như việc gia đình này theo dõi vở nhạc kịch. Trong số khán giả là người Do Thái, Cơ đốc giáo và Hồi giáo như anh Fadi, người bày tỏ buồn lòng vì những khoảnh khắc như thế này ngày càng hiếm. Tôi 40 tuổi, 20 năm trước có rất nhiều sự kiện như thế này trong cộng đồng người Ả Rập và Do Thái. Tôi đã tham gia các sự kiện đó khi còn đi học. Trong tòa nhà tôi sống có cả người Do Thái và Ả Rập. Tôi có bạn là người Do Thái và tôi làm việc với nhiều người Do Thái. Chúng ta đã sống cùng nhau. Sự hòa hợp sắc tộc ở Haifa đã tạo nên danh tiếng cho Israel, nhưng giờ điều đó rất mong manh. Thành phố đã chứng kiến bạo loạn sắc tộc vào tháng 5 2021. Thị trưởng Haifa Iynas Khalil Rostem hiểu được tình thế tiến thoái lưỡng nan này Bà tin rằng sẽ có thách thức trong việc duy trì cơ cấu xã hội ở Israel. Số liệu chính thức của chính phủ Israel về bất bình đẳng kinh tế cho thấy các gia đình Do Thái có thu nhập trung bình cao hơn 51% so với các gia đình Ả Rập. Với việc chiến tranh nổ ra ở Gaza, mối nguy hiểm giờ đây đến từ sự thù hận và sợ hãi chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục sống ở đây cùng nhau. Có một cuộc khảo sát cách đây vài tuần hỏi người dân Ả Rập ở Israel và 70% nói rằng họ ủng hộ Israel, họ đứng về Israel. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát khác chỉ ra rằng 90% người Do Thái nghĩ rằng sẽ có những cuộc xung đột bạo lực giữa các cộng đồng trong tương lai gần và 70% người Ả Rập cũng nói điều tương tự. Trong kỳ nghỉ lễ năm nay, các lễ hội hàng năm nơi người Do Thái theo đạo Thiên Chúa và người Hồi giáo gặp gỡ đã bị hủy vì lo ngại an ninh. Ở một đất nước đang có chiến tranh và trong một xã hội luôn hướng đến chính trị cánh hữu và diễn ngôn chính trị cực đoan, sự tồn tại đa văn hóa của Haifa xuất hiện như một tia sáng le lói. Cổng thông tin theo dõi chuyến bay Flyradar 24 cho biết, máy bay do thám Mỹ đã hỗ trợ Ukraine tấn công Rim, bán đảo mà Nga sắp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Theo Flyradar 24, máy bay do thám Boeing B-8A Poseidon được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra và chống tàu ngầm trinh sát trên không phận ngoài khơi Romania sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Sikonella của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở đảo Sicily, Ý. Ngoài ra, trong cùng khu vực, một máy bay Boeing NRC-135W Private Joint của Mỹ đã tiến hành hoạt động trinh sát trên bầu trời Rumani dọc biên giới Ukraine và Moldova. Từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, tình báo phương Tây đã cung cấp cho Ukraine thông tin theo thời gian thực. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong ngày hôm nay, các hệ thống phòng không nước này đã chặn và phá hủy 36 máy bay không người lái UAV của Ukraine tấn công Crimea và một UAV bị bắn hạ trên bầu trời Kuban. Hôm nay, Hải quân Ấn Độ thông báo đã cử một tàu chiến đến hỗ trợ tàu mang cờ Liberia bị cướp trên biển Ả Rập và một máy bay đang theo dõi chặt chẽ tình hình tại đây. Hãng thông tấn ANI của Ấn Độ dẫn lời các quan chức quân đội cho hay có ít nhất 15 thành viên thủy thủ đoàn là người Ấn Độ trên tàu MV Lila Norfolk bị cướp gần bờ biển Somali và lực lượng hải quân đã nhận được thông tin về vụ việc vào tối qua. Tàu này đã gửi tin nhắn đến cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết 5 đến 6 người lạ mặt có vũ trang đã xông lên tàu. Hải quân Ấn Độ cho biết tàu chiến INS Chennai đã chuyển hướng đến hỗ trợ tàu bị cướp trong khi một máy bay bay qua tàu này vào hôm nay và thiết lập liên lạc với tàu. Hải quân Ấn Độ đang tăng cường hoạt động giám sát trên biển Ả Rập sau khi xảy ra một loạt các vụ tấn công trong khu vực này gần đây. Nhật báo Nikkei hôm nay đưa tin chính phủ Nhật Bản thông báo chỉ nhận hàng viện trợ nạn nhân động đất từ Mỹ chứ không nhận viện trợ từ các quốc gia khác. Tờ Nikkei cho biết Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận về cách thức và thời điểm Mỹ sẽ điều đội cứu trợ đến bán đảo Noto, nơi trận động đất trong ngày đầu năm mới làm 94 người thiệt mạng và buộc hàng ngàn người phải sơ tán. Người phát ngôn chính phủ Yoshimasa Hayashi tuyên bố, Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ viện trợ nhân sự hoặc vật chất nào vào lúc này do tình hình thực tế và những nỗ lực cần thiết để nhận hàng viện trợ. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng giải thích rằng, chúng tôi có thể nhận được hỗ trợ trong tương lai nhưng chưa có gì có thể quyết định được vào thời điểm này Thủ tướng Fumio Kishida cho biết đã có những đề nghị giúp đỡ và thông điệp chia buồn từ các nước, bao gồm Trung Quốc và chính quyền vùng lãnh thổ Đài Loan. Mức độ thương vong và thiệt hại từ trận động đất vẫn chưa được thống kê đầy đủ, trong khi các đội cứu hộ vẫn đang vật lộn để tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do đường xá bị phá hủy và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Nhưng với 222 người mất tích, đây có thể là thảm họa nguy hiểm nhất kể từ năm 2016 và có thể là tồi tệ nhất kể từ trận động đất sóng thần năm 2011. Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc trong tuần này đã hoạt động tích cực trên thị trường ngoại hối trong và ngoài nước nhằm nỗ lực kiềm chế sự trượt giá của đồng nhân dân tệ. Bốn nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho biết, trong 3 ngày qua, các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc đã hoán đổi đồng nhân dân tệ lấy đô la Mỹ trên thị trường trong nước, sau đó nhanh chóng bán số đô la nói trên ra thị trường giao ngay để hỗ trợ đồng nhân dân tệ. Các ngân hàng lớn cũng đang giảm hoạt động cho vay bằng nhân dân tệ ở nước ngoài nhằm duy trì thanh khoản chặt chẽ. Động thái này sẽ làm tăng chi phí bán khống nhân dân tệ. Các ngân hàng lớn của Trung Quốc cùng hành động trong bối cảnh đồng nhân dân tệ phải đối mặt với áp lực giảm giá mới so với đồng đô la Mỹ đang hồi sinh trên toàn cầu. Đồng nhân dân tệ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tuần so với đồng đô la Mỹ. Kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất ở Trung Quốc cũng đang đè nặng lên đồng nội tệ. Những tháng gần đây Trung Quốc đã tìm cách ổn định đồng nhân dân tệ bằng cách điều phối việc mua vào của các ngân hàng quốc doanh và đưa ra hướng dẫn thị trường cho các chủ ngân hàng là tiền tệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và nhà xuất khẩu lớn nhất giá trị nhân dân tệ quyết định giá hàng hóa toàn cầu và hàng nghìn tỷ đô la mỹ dòng vốn Thưa quý vị, chính trường Israel tuần này gây xôn xao dư luận quốc tế khi một số bộ trưởng trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu thúc đẩy tư tưởng tái định cư người Palestine bên ngoài giải Gaza. Giới chức các nước đã ngay lập tức phản đối tư tưởng này. Theo phản ánh của các hãng truyền thông lớn, nhiều người cho rằng nếu giới chức Israel vẫn giữ quan điểm như vậy thì con đường dẫn tới hòa bình ở Gaza còn rất xa. Kênh truyền hình France 24 của Pháp cho biết có hai bộ trưởng trong nội các của ông Netanyahu đang thúc đẩy quan điểm tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza và kêu gọi những người định cư do Thái quay trở lại vùng lãnh thổ này. Theo France 24, người đầu tiên đưa ra quan điểm là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich và người thứ hai là Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itama ben Gvir. France 24 dẫn lời ông ben nêu rõ, chúng ta phải thúc đẩy một giải pháp khuyến khích sự di cư của cư dân Gaza, Tôi kêu gọi Thủ tướng và Tân Ngoại trưởng coi đây là cơ hội để lên kế hoạch cho một dự án nhập cư. Theo phản ánh của các hãng tin như Reuters, France 24, Euronews, phát biểu của ông Ben và ông Smotrich đã ngay lập tức gặp sự phản đối kịch liệt từ cộng đồng quốc tế bao gồm cả Mỹ, nước vốn luôn ủng hộ Israel. France 24 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Chúng tôi đã nói rõ ràng, nhất quán và dứt khoát rằng Gaza là đất của người Palestine và sẽ vẫn là đất của người Palestine khi Hamas không còn kiểm soát tương lai của vùng đất. Còn Euronews dẫn lời đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Joseph Borrell lên án những tuyên bố mang tính kích động và vô trách nhiệm của giới chức Israel. Trên trang X, ông Borrell nói thêm, việc cưỡng bức di dời bị nghiêm cấm vì vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế. Theo truyền thông quốc tế, quan điểm của đại diện cấp cao EU cũng đã được các quốc gia thành viên bao gồm Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan gặp lại. Hãng tin TRT của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời đại diện của Pháp tại Liên Hiệp Quốc Nicolas de Brevier tuyên bố không cần phải nói cũng biết rằng pháp phản đối việc cưỡng bức di dời dân chúng điều đó rất rõ ràng theo báo giới các nước những lời chỉ trích từ các chính phủ eu tiếp nối sự lên án gây các tương tự từ liên hợp quốc euronews dẫn lời người phát ngôn của liên hợp quốc sotonino tuyên bố về nguyên tắc chúng tôi hoàn toàn phản đối việc cưỡng bức di dời chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chúng tôi không ủng hộ không ai nên ủng hộ việc di dời hàng loạt người dân palestine ở gaza trong khi dẫn lời giới chức các nước và các tổ chức quốc tế phản đối tư tưởng của một số bộ trưởng israel báo giới phương tây cũng nhấn mạnh một điều rằng chủ nghĩa cực đoan ở israel rất có thể sẽ đe dọa đảo ngược các đề xuất hòa bình theo bộ ngoại giao mỹ ngoại trưởng nước này antony blinken đang trở lại khu vực trung đông nhằm giúp vạch ra con đường phía trước cho gaza nhằm đạt được an ninh lâu dài cho cả người israel và người palestine tuy nhiên với những gì đang diễn ra con đường mà ông blinken hướng tới khá là mù mịt